ngày càng khắc nghiệt. Thói quen sinh hoạt không lành mạnh. Tâm lý chủ quan trước bệnh tật là những yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người. Làm thế nào để hiểu đúng, phòng ngừa đúng, phát hiện và điều trị kịp thời diễn biến bất thường của cơ thể? Truyền hình Quốc hội Việt Nam thực hiện chương trình tư vấn trực tiếp sức khỏe của bạn với khách mời là những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực y tế. Để được thông tin chi tiết về chương trình, quý vị và các bạn gọi đến số hotline của chương trình 1900 3365. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể xem trên website quốc hội tv.vn. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay có chủ đề những lưu ý quan trọng giúp điều trị hiệu quả bệnh tiểu đường, được phát sóng trên kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam. Và quý vị thân mến, tiểu đường là một căn bệnh đã trở nên quá quen thuộc đối với số lượng người mắc ngày càng gia tăng và cũng đang có xu hướng trẻ hóa. Tình trạng tăng đường huyết không chỉ làm người bệnh cảm thấy mệt mỏi, xuống sức mà nó còn khiến cho họ phải đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm trên tim, thận, mắt, thần kinh. Và điều này khiến cho không ít những bệnh nhân luôn ở trong trạng thái căng thẳng, lo lắng khi phát hiện mình mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên thì nếu được điều trị đúng cách, có chế độ sinh hoạt, ăn uống và tập luyện khoa học thì bệnh nhân hoàn toàn có thể kiểm soát tốt căn bệnh này và sống chung hòa bình với nó. Vậy thì bệnh nhân cần phải lưu ý những điều gì để có thể giữ được một mức đường huyết ổn định ở mức an toàn và ngăn ngừa biến chứng của bệnh? Mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay với sự tư vấn của chuyên gia. Xin được giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình. Vâng, xin chào MC Hương Quỳnh. Xin kính chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, nếu như quý vị muốn đặt câu hỏi trực tiếp với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh và nhận về những lời tư vấn cho trường hợp cụ thể liên quan đến bệnh lý tiểu đường thì quý vị cũng đừng quên gọi về cho chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn 1800 1044. Quý vị nhé, xin được nhắc lại tổng đài để giúp quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay và nhận về những lời tư vấn cụ thể cho từng trường hợp một, đó là số máy 1800 1044. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết của chương trình. Thưa bác sĩ, hiện nay thì chúng ta đều biết rằng là cái chế độ ăn uống nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với tình hình sức khỏe, đặc biệt là bệnh tiểu đường. Vậy thì bệnh nhân nên lựa chọn những cái thực phẩm nào để có thể kiểm soát tốt hơn căn bệnh của mình ạ? Vâng, đúng như Hương Quỳnh nói, tức là cái chế độ ăn uống nó đóng vai trò rất quan trọng đối với bệnh nhân tiểu đường. Tuy nhiên thì chúng ta thấy hiện nay thì bên cạnh một số người cũng đã có được một cái chế độ ăn uống khoa học rồi thì cũng còn rất nhiều người cũng chưa có những cái chế độ ăn uống khoa học. Và ở cái đối tượng này thì nó có chia làm hai trường phái. Một trường phái đấy là chúng ta không kiêng khem mà theo đúng mức, theo như là cái tư vấn của các bác sĩ, và chúng ta ăn uống thoải mái, như là chúng ta vẫn sử dụng tinh bột nhiều này, ăn nhiều calo này, ăn nhiều đường này, rồi rượu bia, thì tất cả những cái đó nó sẽ làm cho đường huyết của chúng ta không kiểm soát được, đường huyết luôn luôn tăng cao và dẫn đến các cái biến chứng. Thế còn một cái trường phái thứ hai nó lại đối lập, tức là khi chúng ta biết bệnh tiểu đường thì chúng ta rất là lo lắng và chúng ta kiêng khem, nhưng mà kiêng khem một cách quá mức. Và khi kiêng khem một cách quá mức như vậy thì ăn uống chúng ta sẽ bị thiếu chất này, thế rồi dẫn đến mệt mỏi này, và có thể dẫn đến cái nguy cơ là hạ đường huyết nữa, cũng rất là nguy hiểm. Nên là chính vì vậy chế độ ăn uống cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng để giúp cho người bệnh tiểu đường có thể kiểm soát được cái đường huyết của mình và vẫn đảm bảo được cái sức khỏe tốt. Vâng. Thì như chúng ta biết là trong thực phẩm ấy, thì nó sẽ chia làm 3 nhóm chính, trong đó coi như là đường tinh bột này, thế rồi là đạm này và chất béo. Và cụ thể thì đối với những bệnh nhân tiểu đường thì chúng ta nên lựa chọn như thế nào, chứ không có nghĩa là chúng ta phải kiêng khem hoàn toàn. Đầu tiên chúng ta phải nói đến cái lựa chọn các cái đường tinh bột. Chúng ta biết là đường tinh bột thì nó sẽ có hai cái loại chính, đó là đường ngấm nhanh và đường ngấm chậm. Dạ. Vâng, đối với đường ngấm nhanh có nghĩa là khi mà đường chúng ta ăn vào nó sẽ được hấp thu nhanh vào trong cơ thể, và khi nó hấp thu nhanh trong cơ thể như vậy thì cơ thể chúng ta không kịp sản xuất ra cái insulin của tuyến tụy để mà chuyển hóa đường, nên là chính vì vậy làm đường huyết tăng cao sau khi ăn. Thế còn ngược lại thì chúng ta biết là đối với những đường ngấm chậm ấy, thì là nó sẽ là khi chúng ta ăn nó sẽ ngấm từ từ, tức là nó hấp thu một cách từ từ vào bên trong, nên chính vì vậy cơ thể chúng ta sẽ có thời gian để sản xuất đủ insulin để chuyển hóa đường, nên là chính vì vậy mà nó sẽ không dẫn đến cái tình trạng tăng đường huyết. Và thì chúng ta biết là đấy là những các cái yếu tố. Và ngoài ra nữa thì chúng ta thấy được là đối với những cái đường
để nhận biết được là đường ngấm, cái đường ngấm nhanh hay là đường ngấm chậm, thì chúng ta sẽ tính về cái chỉ số đường huyết hay là chỉ số GI. Và cái chỉ số đường GI nó nói lên một cái tình trạng, tức là cái phản ánh cái tốc độ làm tăng đường huyết nhanh hay chậm sau khi ăn, mà khi chúng ta lựa chọn các cái thức ăn từ tinh bột. Và nên là đối với cái chỉ số GI này, nó sẽ được đánh giá ở các cái mức độ, ba mức độ chính, đó là thấp này, trung bình này và mức độ cao. Vâng, ví dụ như chúng ta thấy được là đối với gạo lứt này hoặc là gạo trắng thì chúng ta thấy là có một cái lượng tinh bột tương đương. Tuy nhiên thì đối với gạo trắng ấy, thì cái chỉ số GI rất là cao, tức là khi sau khi ăn thì nó sẽ hấp thu và làm tăng đường huyết. Thế còn đối với cái gạo lứt ấy, thì nó sẽ hấp thu một cách từ từ, nên là chính vì vậy nó sẽ không dẫn đến cái tình trạng tăng đường huyết sau ăn. Nên là chính vì vậy mà cái gạo lứt nó sẽ sử dụng sẽ tốt hơn so với những cái đường trắng. Dạ. Cái gạo trắng. Vâng, thế và đối với bệnh nhân khi sử dụng, bệnh nhân bị tiểu đường khi sử dụng hoa quả thì chúng ta cũng nên lựa chọn cái chỉ số đường huyết này, thay vì là chúng ta cảm nhận được cái vị giác. Ví dụ như là không có nghĩa là những cái hoa quả mà chúng ta ăn cảm thấy ngọt nhiều thì chứng tỏ là có cái chỉ số GI cao đâu, mà là nó phụ thuộc vào cái chỉ số GI. Ví dụ như là đối với cái dưa hấu ấy, thì chúng ta ăn thì chúng ta cũng cảm giác là nó sẽ cũng không ngọt nhiều, ngọt đậm như một số hoa quả khác, nhưng mà chỉ số GI lại rất là cao. Nên chính vì vậy khi chúng ta ăn thì nó sẽ gây tăng cao cái đường ở trong máu, nên đối với bệnh nhân tiểu đường thì chúng ta cũng chú ý. Nhưng mà ngược lại, ví dụ một số loại ví dụ như là táo dâu này, thì cái chỉ số GI thấp hơn thì nó lại rất tốt cho những bệnh nhân tiểu đường, nên là chúng ta cũng lưu ý. Và khi chúng ta muốn kiểm tra cái chỉ số GI ở trên các thực phẩm thì chúng ta có thể tra cứu ở trên mạng internet. Vâng, thứ hai nữa là chúng ta bổ sung các cái chất xơ. Vâng, chúng ta biết là cái chất xơ nó sẽ giúp cho cái việc hấp thu đường ấy nó sẽ chậm hơn, cũng như là kể cả là làm chậm cái hấp thu mỡ, nên là nó rất tốt. Và cái chất xơ thì nó hay gặp, chúng ta hay gặp ở trong ví dụ một số các quả như là những cái hạt é này, hạt chia này, thế rồi là những cái như là rong biển này, rau xanh. Vâng, thì đấy là những cái thành phần. Tuy nhiên thì chúng ta thấy được là đối với những bệnh nhân tiểu đường thì chúng ta chú ý là khi sử dụng những các cái loại nước ép hoa quả ấy, thì là chúng ta khi sử dụng nước ép hoa quả, tức là có nghĩa là chúng ta đã loại bỏ các chất xơ rồi, nên là làm cho đường huyết tăng cao, nên là chúng ta cái đó nó rất hại đối với người bị tăng đường huyết. Chỉ trừ trong những cái trường hợp mà khi chúng ta bị hạ đường huyết ấy, thì chúng ta cần phải đưa cái chỉ số đường lên ngay tức thì chúng ta có thể sử dụng các cái nước hoa quả thôi, còn bình thường chúng ta không nên uống, vì nó sẽ làm tăng đường huyết sau khi mà uống. Thế còn ngoài ra thì chúng ta lại có thể sử dụng một số các cái loại nước ép rau củ quả thì lại rất tốt. Nó sẽ giúp cho kiềm hóa này, rồi giúp cho giảm cái lượng đường ở trong máu, cũng như là trong đó cụ thể thì chúng ta thấy như là ví dụ như nước ép cần tây này, nước ép táo ổi, rồi là củ dền đỏ, dưa chuột, rồi là các cái cà rốt vân vân. Thì đấy là những cái loại nước ép rất tốt cho những người mà bị bệnh nhân, các bệnh nhân mà tiểu đường. Và ngoài ra nữa thì chúng ta cũng nên lựa chọn các cái loại đạm này. Đạm thì cái thành phần thứ ba đó là đạm, thì chúng ta biết là đạm ấy, khi mà nói đạm thì chúng ta thường hay nghĩ đến là thế là chúng ta cung cấp thịt hoặc là cá. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta thấy có một cái loại đạm rất là tốt từ thực vật, đó chính là các cái loại hạt, ví dụ như là hạt đậu, các loại hạt họ đậu như là đậu đỏ này, đậu đen này, đậu xanh này, đậu tương này, tất cả những loại đậu đó thì nó sẽ cung cấp một cái lượng protein rất tốt này. Ngoài ra nó lại còn cung cấp các vitamin này, các khoáng chất này, và đặc biệt là cung cấp các cái chất xơ hòa tan, nên là rất tốt cho những bệnh nhân bị tiểu đường. Thế còn ngoài ra thì nếu mà cá cũng là một trong những cái loại đạm cũng rất phù hợp cho bệnh nhân tiểu đường, đặc biệt là những cái cá biển, cá hồi, nó có nhiều omega 3, hoặc là trong những cái như là các cái ức gà, lườn gà, tất cả những cái đó nó cũng sẽ là những cái thịt trắng, nó cũng sẽ làm giảm những các cái mỡ. Và ngoài ra nữa thì chúng ta thấy được là với những các cái yếu tố thứ ba đó là cái lưu ý về bổ sung các cái chất béo, thì chúng ta biết là trong chất béo nó sẽ có hai loại là chất là nó gồm có chất béo là axit béo no và axit béo không no. Thế thì đối với axit béo no ấy, là những các cái mỡ từ động vật này, rồi những cái đạm thịt đỏ, những cái axit béo no này thì nó sẽ gây nên cái tình trạng tăng rối loạn mỡ máu và không tốt cho những bệnh nhân tiểu đường, vì nó có thể nó làm dẫn đến các cái biến chứng tim mạch trên bệnh nhân tiểu đường, nên là chúng ta cũng không nên sử dụng, mà chúng ta nên sử dụng các cái loại axit béo không no. Và trong đó nó là từ các cái axit béo từ các cái dầu thực vật này, như là các cái dầu như là dầu hướng dương,
dầu vừng, dầu lạc, dầu đậu tương, vân vân. Đấy là những cái loại dầu chúng ta sử dụng nó sẽ tốt hơn. Và chính vì vậy mà chúng ta cũng nên chú ý. Và đặc biệt nữa là trong các cái loại dầu thì chúng ta cũng nhớ là cái dầu cá, ví dụ như là những cái cá biển này nó có nhiều omega 3 cũng rất tốt. Và ngoài ra nữa thì chúng ta thấy là khi mà đánh giá về cái chất béo ấy, thì chúng ta cần phải đánh giá đến là có một loại chất béo là chất béo chuyển hóa. Với những cái chất béo chuyển hóa này thì nó sẽ làm gây nên tình trạng rối loạn mỡ máu và rất là không tốt cho những bệnh nhân tiểu đường. Và những cái chất béo chuyển hóa này thì chúng ta biết là có hai loại là những chất béo mà chúng ta, ví dụ như là những cái mỡ hoặc là dầu khi chúng ta nấu ăn ở trong nhà chúng ta thì chúng ta chỉ có thể, ví dụ chúng ta rán sau 1-2 lần thôi là chúng ta đã bỏ cái dầu đó đi rồi vì nó vàng và nó đen, chúng ta không sử dụng được nữa. Nhưng tuy nhiên đối với các cái dầu chuyển hóa ấy, là cái dầu mà nó chúng ta có thể sử dụng đến vài chục lần, vài trăm lần mà nó vẫn không bị ảnh hưởng, và chính vì vậy mà sẽ sử dụng đi dùng lại. Và những cái dầu này thì nó sẽ gây nên khi ăn ấy, thì nó sẽ gây lên những cái rối loạn mỡ máu và rất ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là đối với bệnh nhân tiểu đường. Nên là chúng ta cũng nên chú ý là đây là những cái dầu hay sử dụng trong công nghiệp này, trong các cái nhà hàng hoặc là những cái nhà hàng mà sử dụng những các cái thực phẩm ăn sẵn chiên rãn nhiều lần, thì chúng ta cũng nên chú ý, đặc biệt đối với bệnh nhân tiểu đường chúng ta cũng không nên sử dụng những các cái thức ăn sẵn, đặc biệt là những thức ăn trôi nổi trên thị trường, người ta sẽ sử dụng rất nhiều các loại dầu này, với khi ăn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái sức khỏe của chúng ta. Vâng. Một cái yếu tố nữa đó là chúng ta chú ý về cái việc lựa chọn sữa. Và chúng ta biết là thực tế hiện nay trên thị trường thì có trên các cái trang mạng thì quảng cáo rất nhiều các cái loại sữa, nào là sữa để điều chữa các bệnh tiểu đường này, chữa các bệnh xương khớp, rồi là chữa để chữa mất ngủ, chữa các bệnh hút, vân vân. Và chúng ta biết là ở đây là những cái quảng cáo sai sự thật, vì chúng ta biết là các cái sữa nó chỉ là những các cái chất để đây là các cái sữa bột này thì nó sẽ giúp cho là cung cấp các cái chất dinh dưỡng này, rồi là các cái vi chất cho người bệnh thôi, chứ còn nó không thể là sử dụng để điều trị được. Và đây nó chỉ là những cái thực phẩm bổ sung. Ví dụ như trên bệnh nhân tiểu đường thì chúng ta biết là với bệnh nhân tiểu đường thì bên cạnh cái chế độ điều trị thì bệnh nhân phải ăn uống kiêng khem rất nhiều, nên là thường cơ thể cũng sẽ bị thiếu một số chất này, cơ thể bị suy dinh dưỡng. Nên là chính vì vậy mà chúng ta có thể bổ sung thêm một số các cái sữa để giúp cho nâng cao được cái sức khỏe, bổ sung được những các cái chất dinh dưỡng và những cái vi chất thiếu do trong cái quá trình chế độ ăn kiêng khem của chúng ta. Nên là nó sẽ bổ sung để tăng cường cái sức khỏe thôi. Chứ còn đấy là tôi nói là trong những các cái trường hợp mà đấy là sữa đảm bảo. Chứ còn hiện nay trên thị trường thì những cái sữa mà nó không đảm bảo này, rồi là không đảm bảo chất lượng, trôi nổi trên thị trường và cũng không được Bộ Y tế cấp phép, thì các quý vị khán giả khi chúng ta mua thì chúng ta cũng phải quan tâm đến các yếu tố đó để tránh là tiền mất tật mang. Chưa kể là khi mà các cái sản phẩm sữa không đảm bảo chất lượng, không có an toàn vệ sinh thực phẩm thì khi ăn vào nó còn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Nữa là những cái loại sữa mà chúng ta được quảng cáo là để chữa một số bệnh như vậy thì chúng ta cũng sẽ lơ là trong cái việc điều trị thuốc và cái chế độ ăn uống. Và chính vì vậy mà chúng ta chỉ có chú trọng về cái vấn đề sữa để điều trị chữa bệnh, ví dụ như bệnh tiểu đường, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và có thể làm cho đường huyết tăng cao cũng như là gây nên rất nhiều các biến chứng. Nên là đối với những bệnh nhân tiểu đường thì trong cái chế độ ăn uống chúng ta cũng nên là cố gắng là ăn những các thực phẩm sạch này, những thực phẩm hữu cơ, những thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, những thực phẩm đầy đủ các chất dinh dưỡng. Và chúng ta cũng không nên ăn những cái thực phẩm mà để lâu trong tủ lạnh để nấu đi nấu lại nhiều lần, những cái thực phẩm mà chế biến sẵn ở trên thị trường, đặc biệt là những cái thực phẩm mà trôi nổi trên thị trường cũng rất là nguy hiểm để chúng ta tránh. Và đặc biệt sữa thì khi lựa chọn các cái sữa để bổ sung thêm cho nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân tiểu đường thì chúng ta cũng nên lựa chọn nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để giúp cho chúng ta có thể là nâng cao được cái sức khỏe để giúp cho cái điều trị cái bệnh tiểu đường được kiểm soát tốt hơn. Vâng. Dạ vâng ạ. Thưa bác sĩ, như bác sĩ cũng vừa mới nói là cái tình trạng hạ đường huyết quá mức ở bệnh nhân tiểu đường cũng là một trong những cái vấn đề rất hay xảy ra nếu như mà chúng ta vừa kiêng khem vừa sử dụng thuốc, mà dùng với cái việc là sau khi chưa ăn và nó có thể kéo cái đường huyết của chúng ta xuống rất là thấp, và thậm chí là có người cũng gặp phải cái tình trạng hôn mê do gặp phải vấn đề này. Vậy thì đâu là cái nguyên nhân gây ra tình trạng này và bệnh nhân nên xử lý như thế nào khi mà chúng ta bị tụt đường huyết như vậy? Vâng, thì chúng ta biết là cái vấn đề hạ đường huyết ấy cũng rất hay gặp ở trên bệnh nhân tiểu đường, thì
nó do rất nhiều các nguyên nhân. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đó là do một số các cái thuốc Tây y, khi mà chúng ta sử dụng có thể là nó sẽ gây hạ đường huyết quá mức. Vâng, thì cũng gây đặc biệt, ví dụ một số thuốc như Diamicron cũng là một trong những cái thuốc nó dẫn rất dễ bị. Ngoài ra nữa thì chúng ta thấy cái nguyên nhân tiếp theo đó chính là người bệnh không tuân thủ theo cái phác đồ điều trị của các bác sĩ. Ví dụ có thể chúng ta này quên liều này, rồi là nhầm liều này, có thể sử dụng tăng liều lên, thế rồi là chúng ta sử dụng không đúng giờ, thì tất cả những cái đó. Vậy là ngoài ra nữa, ví dụ như là người bệnh tiểu đường nhưng mà lại uống thuốc để giảm đường huyết nhưng mà lại lạm dụng rượu bia, sử dụng rượu bia rồi các cái chất cồn, thì đấy cũng là những nguyên nhân nó gây nên tình trạng hạ đường huyết. Và ngoài ra nữa thì chúng ta thấy còn nữa là do cái chế độ ăn uống sinh hoạt của chúng ta nữa. Người bệnh tiểu đường chúng ta vẫn uống thuốc theo đơn của các bác sĩ nhưng mà chúng ta ăn uống quá kiêng khem thì cũng làm cho đường huyết của chúng ta bị tụt xuống và nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn. Ngoài ra nữa thì chúng ta thấy được là có những cái ví dụ như là chúng ta tập luyện thì thực ra bản chất đối với bệnh nhân tiểu đường thì vận động thể dục cũng rất là tốt, nhưng nếu chúng ta vận động quá mức thì cũng sẽ làm cho có thể gây tụt đường huyết. Nên là chính vì vậy mà chúng ta cần lưu ý đối với bệnh nhân tiểu đường, cái hạ đường huyết cũng là một trong những cái biến chứng rất hay gặp, và nếu chúng ta không phát hiện được thì bệnh nhân có thể hôn mê và có thể dẫn đến tử vong, nên là chúng ta phải chú quan trọng. Và để lưu ý những cái vấn đề hạ đường huyết này trên bệnh nhân tiểu đường rất hay gặp thì chúng ta cũng nên chú ý là chúng ta lựa chọn một số các phương pháp để có thể là đáp ứng ngay, phòng ngừa ngay những cái tình trạng hạ đường huyết. Thì trong đó ví dụ như một số các cái chất như là kẹo này, rồi là những cái viên chúng ta sử dụng những viên kẹo này, hoặc là nước ép trái cây, hoặc là sữa, thì tất cả những cái phương pháp đều được. Và chúng ta thấy những cái ưu nhược điểm của cái này thì chúng ta biết là kẹo và nước ép trái cây thì đều có tác dụng làm tăng nhanh cái đường huyết, đặc biệt là trong cái trường hợp mà chúng ta thấy là cái đường huyết nó tụt nhiều này, vã mồ hôi rồi chân tay bùn rồn mệt mỏi, thì tất cả này chúng ta sẽ sử dụng kẹo hoặc là cái nước ép trái cây thì cũng sẽ giúp nâng đường huyết lên. Tuy nhiên thì nước ép trái cây thì về bản chất nó vẫn tốt hơn là sử dụng kẹo. Nhưng mà kẹo thì nó lại rất tiện lợi cho chúng ta, đặc biệt khi chúng ta đi ra bên ngoài, chúng ta để vài viên kẹo ở trong cái túi của chúng ta, thì khi mà chúng ta bắt đầu có cảm giác là chúng ta ngậm viên kẹo tí thì đường huyết nó lại lên. Thế nên là để nó ngăn cái tình trạng hạ đường huyết thì cũng rất là tiện lợi, nên là chúng ta nên lưu ý. Thế còn sữa cũng là một trong những cái cách để mà chúng ta có thể pha ngay một cốc sữa để chúng ta uống. Tuy nhiên sữa thì nó có tác dụng chậm hơn một chút, nên là thường hay sử dụng trong những trường hợp mà chúng ta thấy mới có bắt đầu thôi, những cái triệu chứng hạ đường huyết nhẹ thôi, thì chúng ta có thể uống sữa ngay để giúp cho nhanh chóng cải thiện được cái tình trạng hạ đường huyết của mình. Vâng. Dạ vâng ạ. Như vậy là vừa rồi thì bác sĩ cũng đã đưa ra cho chúng ta rất là nhiều những cái thông tin hữu ích liên quan đến vấn đề chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là đối với những người gặp phải tình trạng tụt đường huyết. Và thưa bác sĩ, một trong những cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng hạ đường huyết quá mức ở bệnh nhân tiểu đường như bác sĩ vừa mới nói đó cũng chính là cái tình trạng mà khi chúng ta sử dụng thuốc Tây y. Vậy thì Hương Quỳnh cũng có tìm hiểu và được biết là đa số bệnh nhân tiểu đường sẽ phải sử dụng thuốc Tây y thường xuyên, hoặc thậm chí là càng mắc bệnh lâu thì sẽ càng bị dùng nhiều thuốc Tây y hơn và thuốc cũng sẽ ngày càng nặng hơn. Vậy thì ngoài cái vấn đề gây ra tình trạng tụt đường huyết thì điều trị lâu bằng thuốc Tây y nó còn có những cái tác dụng phụ không mong muốn nào, và làm thế nào để chúng ta có thể hạn chế được những cái tác dụng phụ này? Vâng ạ, thì chúng ta biết được là đối với bệnh nhân bị đái tháo đường ấy, thì sẽ điều trị theo đơn của các bác sĩ, và có rất nhiều các cái nhóm thuốc và theo cái cơ chế khác nhau, và nó cũng có những cái tác dụng và những cái tác dụng không mong muốn khác nhau. Và đặc biệt là đúng là như là bạn Hương Quỳnh nói, tức là bệnh nhân tiểu đường là bệnh nhân phải sử dụng thuốc gần như suốt đời, và đến những cái giai đoạn sau bệnh nhân lại càng phải sử dụng thuốc, có thể liều phải tăng lên hoặc là phối hợp với nhiều loại thuốc, nên là các cái tác dụng không mong muốn cũng có thể gặp. Thì bên cạnh cái mà tôi vừa nói đó chính là hạ đường huyết thì còn có những cái biến chứng nữa, đó là ảnh hưởng đến chức năng gan thận. Vì chúng ta biết được là bất cứ chúng ta ăn uống hoặc là thuốc đi vào trong cơ thể sẽ nhờ qua gan để chuyển hóa tại gan này và được thải qua thận, nên là chính vì vậy mà khi mà các cái thuốc nó sẽ đào thải qua những gan và thận, và khi chúng ta sử dụng lâu đời, sử dụng nhiều này, sử dụng liều cao này và sử dụng rất lâu rồi thì có thể là ảnh hưởng đến chức năng gan thận. Và ngoài ra nữa thì chúng ta biết là một số các cái thuốc nó cũng ảnh hưởng đến cái tiêu hóa, ví dụ như là đầy hơi, chướng bụng này, rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là chúng ta sử dụng metformin. Và ngoài ra nữa thì còn có thể như là dị ứng, và bệnh nhân uống thuốc có thể dị ứng mẩn ngứa, mề đay vân vân, thì đấy cũng là những cái tác dụng không mong muốn của các cái thuốc Tây y. Thế và cái hướng xử trí là khi mà chúng ta đang uống thuốc mà có những các cái dấu hiệu này thì đầu tiên cái quan trọng nhất là chúng ta phải tuân thủ theo đơn của các bác sĩ, vì là chúng ta biết là mỗi một loại thuốc thì sẽ có những cái chỉ định, cái hướng dẫn của
của bác sĩ cụ thể, nên chúng ta phải uống đúng giờ, đúng liều, lượng. Và khi mà bất cứ có được những cái tác dụng không mong muốn nêu trên thì chúng ta cần ngừng ngay thuốc và chúng ta sẽ đến gặp bác sĩ hoặc gọi điện cho bác sĩ để bác sĩ sẽ có những cái tư vấn cho chúng ta. Vâng, thế và ngoài ra nữa thì chúng ta cũng thấy được là chúng ta nên kiểm tra các cái chức năng gan thận, vì chúng ta biết đối với bệnh nhân tiểu đường ấy thì sau bác sĩ sẽ cho một đợt điều trị, sau đó thì sẽ đi kiểm tra, ngoài kiểm tra chỉ số đường huyết này, chỉ số HbA1c thì còn chỉ số cái chức năng gan thận và còn nhiều các cái chỉ số liên quan nữa như là mỡ máu vân vân. Thế thì chúng ta cũng nên đi thăm khám và thăm đánh giá cái chức năng gan thận một cách định kỳ này. Thế rồi là chúng ta có một cái chế độ ăn uống hợp lý phù hợp với sức khỏe, ăn đúng giờ, và chúng ta cũng nên là thực hiện những các cái thực phẩm ăn uống như là tôi trong ba cái loại thực phẩm như là đạm, đường, chất béo như là tôi cũng đã nêu trên, để chúng giúp cho chúng ta có thể là kiểm soát được cái con số đường huyết cũng như là ngăn ngừa những các cái biến chứng. Và đặc biệt nữa là để giải quyết, để giảm thiểu những các cái tác dụng không mong muốn này, cũng như là để kiểm soát tốt hơn nữa đường huyết, để tránh cái tình trạng là chúng ta cứ phải nâng dần hoặc là phải phối hợp thêm nhiều thuốc điều trị tiểu đường, thì ngày nay thì người xu hướng người ta sẽ là kết hợp đông tây y. Vâng, và các nhà khoa học cũng đã tìm ra được những cái giải pháp từ thảo dược và những cái chất tự nhiên để giúp cho của chúng ta sẽ là hạ và ổn định đường huyết tốt hơn nữa, và từ đó cũng ngăn ngừa được những các cái tác dụng không mong muốn cũng như là phòng ngừa được biến chứng. Và sản phẩm được lựa chọn và được trong chương trình hôm nay giới thiệu đó chính là sản phẩm Bolidiabet được nhập khẩu từ Mỹ. Vâng, và Bolidiabet có cái sự kết hợp tinh tế giữa các cái thảo dược này kết hợp với các nguyên tố vi lượng. Vâng, thế và cụ thể thì chúng ta thấy được là Bolidiabet thì có các cái loại thảo dược như là dây thiều canh này, mướp đắng này, hạt mê thi, lô hội, quế, và kết hợp với các nguyên tố vi lượng kẽm, chromage, selen, acid alpha lipoic. Thì đầu tiên tôi giới thiệu là cái dây thiều canh, và chúng ta biết dây thiều canh thì nó tác động lên bốn cơ chế làm tăng đường huyết, nên là chính vì vậy nó có tác dụng hạ đường huyết rất tốt. Thứ nhất là nó ức chế cái việc hấp thu đường ở ruột. Thứ hai nữa là nó ngăn ngừa làm giảm cái quá trình tân tạo đường mới ở gan. Thứ ba là nó làm tăng cường sản xuất insulin và tăng độ nhạy insulin. Cái thứ tư đó chính là tăng sử dụng các cái men chuyển hóa đường, và một cái cuối cùng nữa đó chính là nó làm giảm cái tình trạng rối loạn mỡ máu. Qua các nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng là dây thiều canh nó có cái tác dụng là làm giảm, làm đào tăng đào thải cái cholesterol qua đường tiêu hóa, qua phân, nên chính vì vậy nó làm giảm cholesterol, làm giảm triglyceride và giảm các cái mỡ xấu, và từ đó sẽ ngăn ngừa các biến chứng tim mạch trên bệnh nhân tiểu đường. Và cái thành phần tiếp theo đó chính là cái thành phần tiếp theo đó là mướp đắng. Chúng ta biết mướp đắng nó cũng có tác dụng hạ đường huyết này. Thứ hai nữa là nó có tác dụng làm giảm, tức là nó ngăn ngừa cái tình trạng tăng đường huyết sau ăn. Cái điều này cũng rất là quan trọng, rất hay gặp ở các bệnh nhân. Cái thứ ba nữa là nó có cái tác dụng là làm ngăn ngừa các cái biến chứng võng mạc ở trên mắt cũng như là trên thần kinh, để ngăn ngừa những cái tình trạng tàn phế. Và nó có tác dụng làm giảm mỡ máu, ngăn ngừa cái tình trạng xơ vỡ động mạch. Cái thành phần tiếp theo đó chính là hạt mê thi. Chúng ta biết hạt mê thi nó cũng có tác dụng hạ đường huyết này, nó có tác dụng cải thiện các cái triệu chứng khó chịu trên bệnh nhân tiểu đường, đó chính là nó làm giảm cái tình trạng khát nước này, mệt mỏi này, hoặc là tiểu đêm nhiều. Ngoài ra nữa thì hạt mê thi nó cũng đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm giảm các cái biến chứng hoặc là ngăn ngừa các biến chứng ở trên não, trên tim, trên thận và trên gan. Vâng, trên thần kinh nữa. Ngoài ra thì chúng ta biết là hạt mê thi nó cũng có cái tác dụng làm giảm mỡ máu. Một cái thành phần tiếp theo đó chính là cái lô hội. Trong lô hội thì có rất nhiều các nguyên tố vi lượng như là kẽm, chrome, magie và mangan. Thì những cái thành phần này nó đã được chứng minh rằng nó có tác dụng hạ đường huyết rất là tốt. Và ngoài ra nữa thì nó còn có cái tác dụng là ngăn ngừa các cái biến chứng như là làm lành các cái vết loét rất là tốt, bằng các biến chứng thần kinh trên bệnh nhân tiểu đường. Một cái thành phần tiếp theo đó chính là quế. Vâng, quế nó có tác dụng giảm mỡ máu rất là tốt này, ngăn ngừa tình trạng xơ vỡ động mạch trên bệnh nhân tiểu đường. Vâng, như vậy chúng ta thấy đây là 5 cái loại thảo dược, và đặc biệt nữa là 5 loại thảo dược này cũng đã được kết hợp thêm với 5 các nguyên tố vi lượng, và các nguyên tố vi lượng này cũng đã được các nhà khoa học nghiên cứu chứng minh rằng nó có cái tác dụng rất tốt trong cái việc hạ đường huyết cũng như hỗ trợ trong việc phòng ngừa các cái biến chứng trên bệnh nhân tiểu đường. Thì đầu tiên chúng ta phải nói đến đó là kẽm chrome.
Vâng, kẽm crom thì là đây là những cái thành phần tham gia vào cái enzyme chuyển hóa đường, và qua nghiên cứu tại trường đại học Harvard thì cũng đã chứng minh rằng nó có tác dụng làm hạ đường huyết này, do nó làm tăng cái độ nhạy insulin cũng như là tăng sản xuất insulin. Ngoài ra nữa nó còn bảo vệ võng mạc mắt nên là tránh cái tình trạng mù lòa. Một cái thành phần tiếp theo đó chính là selen, và selen cũng là một thành phần rất là quan trọng. Selen thì cũng đã được cái công trình nghiên cứu tại trường đại học Ankara thuộc Thổ Nhĩ Kỳ thì các nhà khoa học cũng đã chứng minh rằng nó có cái tác dụng làm hạ đường huyết này. Ngoài ra nữa nó còn tác dụng ngăn ngừa các cái biến chứng trên mắt này, trên tim này, trên não này và trên các cái thần kinh ngoại vi của bệnh nhân tiểu đường. Một cái thành phần tiếp theo đó chính là magie. Vâng, magie thì chúng ta biết magie nó tham gia vào quá trình tổng hợp glycogen tại gan, lấy cái nguồn từ glucose trong máu, nên chính vì vậy nó sẽ điều hòa cái lượng đường máu này. Và ngoài ra thì magie chúng ta biết là nó có tác dụng rất tốt trên các cái tình trạng tăng huyết áp của bệnh nhân tiểu đường hoặc là các cái bệnh lý tim mạch của bệnh nhân tiểu đường. Dạ. Một cái thành phần tiếp theo nữa, vâng, còn một cái nữa đó là acid alpha lipoic. Cái acid alpha lipoic thì nó có tác dụng ngăn ngừa các cái biến chứng trên võng mạc mắt này và cũng như trên thần kinh ngoại vi, nên là tránh cái tình trạng mù lòa cũng như là tàn phế. Ngoài ra nó còn có cái tác dụng là làm tăng cường cái hiệu quả, cái hiệu lực của các cái thuốc điều trị tiểu đường theo cái cơ chế là nó làm điều hòa cái insulin được tiết từ tụy tạng để giúp điều hòa cái lượng đường huyết. Thứ hai nữa là nó cũng giúp cho tăng cường cái men để mà chuyển hóa đường từ máu đi vào trong các cái mô cơ, và ngoài ra nó còn làm tăng cái lượng oxy ở trong não, nên là nồng độ oxy trong não, nên chính vì vậy nó cũng sẽ có tác dụng hỗ trợ trong việc ngăn ngừa các cái biến chứng tai biến trên bệnh nhân đái tháo đường. Và polydiabetes cũng đã được bào chế trên dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại, đó là công nghệ microfluidizer. Đây là một cái công nghệ mà giúp cho tăng cường cái tác dụng của các thành phần thảo dược cũng như là các cái nguyên tố vi lượng. Polydiabetes cũng đã được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP của FDA, Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Và đặc biệt polydiabetes cũng đã được nghiên cứu tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông, và cũng đã cho thấy rằng 96,7% các bệnh nhân cũng đã có cải thiện cái tình trạng đường huyết ở mức độ khá và tốt, và cũng rất là an toàn trên cơ thể của người sử dụng. Vâng. Dạ vâng ạ, như vậy là vừa rồi bác sĩ cũng đã phân tích rất là rõ những cái nguyên liệu đến từ thảo dược tự nhiên. Và như quý vị cũng vừa mới lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ, thì bệnh nhân đái tháo đường hoàn toàn có thể sử dụng những cái sản phẩm chiết xuất từ thảo dược tự nhiên như là sản phẩm Polydiabetes, với sự kết hợp toàn diện của các thảo dược như là dây thìa canh, mướp đắng, hạt methi, quế, lô hội, cùng với cả các nguyên tố vi lượng như là magie, kẽm, selen, chrome hay là acid alpha lipoic để có thể hỗ trợ hạ và ổn định đường huyết, phòng ngừa biến chứng đái tháo đường, từ đó thì hạn chế việc phải tăng liều thuốc tây, thậm chí là chúng ta còn có thể giảm được liều thuốc tây khi mà chỉ số đường huyết đã giảm về ngưỡng an toàn và ổn định hơn, từ đó cũng làm giảm gánh nặng trên gan thận cho bệnh nhân. Polydiabetes được sản xuất tại Mỹ bởi công nghệ microfluidizer, là một công nghệ siêu nano hiện đại bậc nhất trên thế giới tại nhà máy đạt chuẩn GMP của FDA, Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ cũng như của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Polydiabetes đã được kiểm chứng lâm sàng về hiệu quả tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông, và kết quả cũng cho thấy là có tới 96,67% người bệnh đã hạ và ổn định đường huyết ở mức tốt và khá sau 3 tháng sử dụng sản phẩm Polydiabetes mà không xuất hiện bất cứ một tác dụng phụ nào trong quá trình kiểm nghiệm. Đặc biệt, Polydiabetes cũng đã vinh dự nhận được giải thưởng sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng do Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam trao tặng qua các năm 2014, 2017, 2018, 2019 và 2021. Đây thực sự khẳng định được cái uy tín nhất để người bệnh đái tháo đường có thể yên tâm lựa chọn và sử dụng sản phẩm lâu dài. Đặc biệt, công ty dược phẩm Botania là công ty nhập khẩu và phân phối sản phẩm Polydiabetes ở Việt Nam đã được nhận danh hiệu top 10 thương hiệu được tin dùng nhất Việt Nam năm 2021 do Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp và Thương hiệu thuộc Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam trao tặng.
Và ngay trong thời lượng phát sóng chương trình ngày hôm nay thì quý vị và các bạn đừng quên gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800 1044 để có thể tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm Boni Diabetes và có cơ hội tham gia vào chương trình ưu đãi mua 5 tặng 1 đến từ nhãn hàng quý vị nhé. Xin được nhắc lại số điện thoại để giúp quý vị có thể tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm Boni Diabetes và có cơ hội tham gia vào chương trình mua 5 tặng 1 là số máy 1800 1044. Và lúc này thì chúng tôi cũng vẫn đang chờ đợi những yêu cầu kết nối đến từ tổng đài 1900 3365, và chúng tôi cũng sẽ quay trở lại để có thể trò chuyện với quý vị và giúp quý vị có thêm nhiều những thông tin liên quan đến căn bệnh tiểu đường sau một vài phút nữa. Không hiểu sao dạo này mắt tôi mờ, tê hết cả chân tay không ạ? Bị thiếu tiểu đường chứ sao nữa? Tôi đã bảo ông rồi, uống Boni Diabetes đi. Boni Diabetes giúp làm hạ và ổn định đường huyết, vừa hỗ trợ điều trị biến chứng tiểu đường trên tim, gan, thận, mắt và thần kinh nữa đó. Có Boni Diabetes, bệnh tiểu đường đừng hòng chiến thắng được tôi. Boni Diabetes không lo biến chứng bệnh tiểu đường. Môi trường sống ngày càng khắc nghiệt, thói quen sinh hoạt không lành mạnh, tâm lý chủ quan trước bệnh tật là những yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người. Làm thế nào để hiểu đúng, phòng ngừa đúng, phát hiện và điều trị kịp thời diễn biến bất thường của cơ thể? Truyền hình Quốc hội Việt Nam thực hiện chương trình tư vấn trực tiếp sức khỏe của bạn với khách mời là những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực y tế. Để được thông tin chi tiết về chương trình, quý vị và các bạn gọi đến số hotline của chương trình 1900 3365. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể xem trên website quốc hội.tv.vn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ của chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Và trong khung giờ của chương trình ngày hôm nay, để có thể kết nối trực tiếp cùng với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh tìm hiểu kỹ hơn về căn bệnh tiểu đường thì quý vị đừng quên gọi về cho chúng tôi thông qua tổng đài 1800 1044 quý vị nhé. Còn để tìm hiểu về sản phẩm Boni Diabetes thì chúng ta có thể gọi về số máy 1800 1044. Bây giờ thì chúng tôi cũng đã bắt đầu nhận được một số những câu hỏi đến từ phía quý vị khán giả rồi, và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của bác Đinh Thị Liễu, 69 tuổi ở Hà Nội, với số điện thoại những số cuối là 5743 như thế này ạ. Năm nay tôi gần 70 tuổi, tôi bị lâu rồi, chưa biến chứng nhưng nhiều bệnh nền lắm, cả huyết áp, tim mạch, rồi tuyến giáp, đau khớp. Vâng. Một ngày thì tôi phải dùng chung đến 4 loại thuốc. Trước thì tôi dùng viên hạt gạo cũng thấy ổn định, lúc nào cao thì cũng chỉ 7.5 thôi. Mà dùng lâu quá nó nhờn thuốc hay sao ấy, từ Tết đến giờ nó cứ lên, có hôm đến 9.8, có hôm lên đến hơn 9. Tôi ăn uống rất kiêng. Bây giờ tôi uống Boni Diabetes thì nó có ổn định được không? Và Boni Diabetes thì có ảnh hưởng đến dạ dày hay không? Bởi vì tôi uống thuốc khớp nó đã đau dạ dày kèm cả đau đại tràng mệt lắm rồi. Vâng, vâng ạ, xin chào bác Liễu. Vâng, cảm ơn bác cũng đã gọi điện chia sẻ với chương trình. Vâng, theo như chia sẻ của bác thì là bác bị bệnh đái tháo đường cũng đã lâu rồi. Thế và nhưng mà cũng may là bác cũng chưa có các cái biến chứng, nhưng mà tuy nhiên thì bác lại có rất nhiều các bệnh lý nền kèm theo, ví dụ như là huyết áp này, tim mạch này, rồi là xương khớp và đau cả dạ dày nữa rồi. Thế nên là bác cũng có chia sẻ là trước đây bác dùng cái viên hạt gạo, đó là viên Diamicron ấy, thì là bác cũng đã kiểm soát tốt đường huyết, nhưng mà đến cái thời gian gần đây thì bác sử dụng nó không kiểm soát được, đường huyết tăng cao 9. Và như vậy thì cái đường huyết tăng cao này nó cũng là nguy cơ dẫn đến những cái biến chứng, rất nhiều các cái biến chứng trên bệnh nhân tiểu đường bác nhé. Thế nên là bác cũng chú ý, và bác cũng có lẽ là bác cũng rất ngại về cái việc là bây giờ bác phải tăng cái liều thuốc, hoặc là bác sĩ sẽ tăng cái liều thuốc điều trị tiểu đường, thì nó lại còn bác đang uống rất nhiều các cái loại thuốc nền nữa. Thế nên là trong cái trường hợp này thì bác nên sử dụng kết hợp là sản phẩm Boni Diabetes bác nhé. Đây là một cái sản phẩm mà nó sẽ giúp cho bác hỗ trợ hạ và ổn định đường huyết một cách tốt hơn nữa này. Đấy, thế và Boni Diabetes sẽ ngăn ngừa các cái biến chứng, vì bác chưa có biến chứng nên bác dùng sớm đi. Khi mà cái đường huyết của mình ấy mà nó đã trở về ở cái mức an toàn rồi, mức trung bình an toàn rồi, thì là lúc đó thì nó sẽ không gây các biến chứng nữa. Thế nên là bác nên kết hợp sử dụng Boni Diabetes. Và vì sao thì sản phẩm Boni Diabetes nó lại có cái tác dụng như vậy? Thì chúng ta biết sản phẩm Boni Diabetes là sản phẩm mà có cái sự kết hợp giữa các cái thành phần thảo dược rất là cũng đã được chứng minh nó có tác dụng hỗ trợ hạ và ổn định đường huyết rất tốt, như là dây thiều canh này, mướp đắng, hạt methi, lô hội và quế này, rồi nó kết hợp với cả nữa là
các nguyên tố vi lượng và Bolidiabet cũng là một cái sản phẩm duy nhất ở trên thị trường hỗ trợ trong việc điều trị đường huyết mà có kết hợp giữa các cái nguyên tố vi lượng, mà những nguyên tố vi lượng này nó cũng nằm ở trong các cái thành phần enzyme để chuyển hóa đường, cũng như nó cũng đã được chứng minh rằng nó có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa các cái biến chứng trên bệnh nhân tiểu đường cũng như làm giảm các biến chứng nếu mà đã có rồi. Thế nên là bác nên sử dụng bác nhé. Và đối với sản phẩm này, sản phẩm Bolidiabet này cũng đã được bào chế trên dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại rồi ở nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Bolidiabet hoàn toàn từ các thảo dược thiên nhiên nên là rất an toàn. Nó không gây nên những cái ảnh hưởng nên cái dạ dày của bác, vì bác cũng đang nói là bác đang bị đau dạ dày do bác sử dụng các thuốc xương khớp, thì đối với sản phẩm Bolidiabet nó không ảnh hưởng gì đến cái dạ dày của bác, và đối với sản phẩm Bolidiabet cũng không gây nên làm ảnh hưởng đến cái bệnh lý như là huyết áp này, rồi là tim mạch hay là xương khớp của bác, và nó cũng không làm gây tương tác tiêu cực đến các cái thuốc điều trị bệnh lý nền của bác, nên là bác hoàn toàn mình có thể kết hợp sử dụng để giúp kiểm soát tốt cái đường huyết hơn nữa này, không cần và khi kiểm soát tốt rồi thì chúng ta cũng không cần phải tăng cái liều thuốc tiểu đường lên, và có thể là chúng ta có thể giảm được các cái liều thuốc và chúng ta ngăn ngừa được các biến chứng, vì bác chưa có biến chứng nên là bác sử dụng, và bác chỉ cần sử dụng 4 viên Bolidiabet trong một ngày thôi thì chỉ cần một tháng thôi là cái đường huyết của bác nó đã giảm dần rồi. Thế và mình sử dụng 3 tháng thì chỉ số đường huyết cũng như là chỉ số HbA1c nó cũng đã sẽ giảm, nó sẽ về cái ngưỡng an toàn và nó ổn định ở mức độ đó. Và khi đã ổn định như vậy rồi thì nó cũng sẽ giúp cho là ngăn ngừa các cái biến chứng trên bệnh nhân tiểu đường, cũng như là bác cũng có thể xin ý kiến bác sĩ để có thể là điều chỉnh giảm bớt liều thuốc Tây y đi, liều thuốc điều trị tiểu đường đi. Đấy, thế nên là cái bác nên sử dụng Bolidiabet bác nhé. Và mình sử dụng thì mình nên sử dụng 3 tháng này, sau đó mình nghỉ 1 tháng và mình hoàn toàn mình có thể lặp lại những cái đợt sử dụng tiếp theo, vì chúng ta biết là bệnh lý tiểu đường là một bệnh lý mà theo như chúng ta suốt đời, nên chính vì vậy mà chúng ta nên kết hợp như vậy thì sẽ ổn định lâu dài cho bác. Và bên cạnh nữa thì bác cũng nên cố gắng là chú ý trong các cái chế độ ăn uống, lưu ý các cái thực phẩm mà như là tôi đã chia sẻ phần đầu, vận động tập thể dục, tinh thần thoải mái cũng sẽ giúp ổn định hơn nữa cái tình trạng đường huyết của bác ạ. Dạ vâng ạ. Như vậy là vừa rồi thì bác Liệu cũng đã lắng nghe những cái lời khuyên của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay, để chúng ta có thể thấy là dù mình cũng đã cố gắng kiêng khem nhưng mà hiện nay thì vẫn chưa kiểm soát được cái chỉ số đường huyết, thì mình vẫn nên sớm sử dụng thêm sản phẩm Bolidiabet như bác sĩ cũng vừa mình nhắc tới, mà đây là một sản phẩm chiết xuất từ thảo dược tự nhiên nên nó cũng không gây ra tình trạng đau dạ dày hay là tương tác những cái loại thuốc tây y khác, nên bác có thể yên tâm sử dụng sản phẩm này lâu dài bác nhé. Mọi thông tin liên quan đến sản phẩm Bolidiabet thì bác có thể gọi về tổng đài 1800 1044 để tìm hiểu kỹ hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tổng đài 1800 1044 của chúng tôi. Lúc này thì cũng đã có thêm một vị khán giả nữa đang chờ đợi để kết nối với bác sĩ rồi. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cả chú Tuấn, 61 tuổi ở Hà Nam, với số điện thoại những số cuối là 7812. Alo chương trình, xin chào chú Tuấn ạ. Xin chào ạ. Vâng, dạ, xin chào bác ạ. Chú ơi, chú có thể chia sẻ giúp Hương Quỳnh vấn đề mà hiện nay chú đang gặp phải để bác sĩ cũng sẽ có thêm thông tin và đưa ra cho lời khuyên cho mình được không ạ? Được. Dạ, con mời chú ạ. Vì tôi thì bị tiểu đường 12 năm nay rồi. Vâng. Thì tôi vẫn uống thuốc điều đàn ở bệnh viện 108. Vâng. Thì nhưng mà thỉnh thoảng thì người nó mệt mỏi thì tôi cũng vừa rồi thì tôi có uống thuốc Bolidiabet khoảng 6 tháng. Dạ. Tiếp tục thì tôi thấy cơ thể nó cũng khỏe mạnh và nó cũng ổn định. Dạ. Thì tôi hỏi là tôi muốn bây giờ uống giảm xuống, trước là ngày uống 4 viên thì bây giờ tôi uống xuống là 3 viên, thì buổi sáng tôi uống trước khi ăn 30 phút tôi uống 2 viên và buổi tối trước khi ăn 30 phút tôi uống 1 viên, có được không ạ? Dạ, dạ vâng ạ. Vâng ạ, xin chào bác Tuấn, và đầu tiên thì cũng xin chúc mừng bác ạ. Bác cũng đã vừa chia sẻ là bác cũng đã bị bệnh tiểu đường cũng đã 12 năm rồi đúng không ạ? Vâng, và bác cũng đã uống thuốc Tây y đều đặn, nhưng mà thời gian gần đây độ 6 tháng nay thì bác cũng đang sử dụng cái sản phẩm Bolidiabet và cũng đã thấy là cái tình trạng đường huyết của mình nó ổn định ở mức an toàn này. Thế và bác cũng không có chia sẻ là bác có những cái biến chứng gì, và như vậy rất tốt, vì là chúng ta biết được là đối với sản phẩm Bolidiabet ấy, đây là một sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ và là một cái sản phẩm hoàn toàn từ tự nhiên, nó gồm có 5 loại thảo dược kết hợp với 5 các nguyên tố vi lượng. Bolidiabet có cái tác dụng là hỗ trợ hạ và ổn định
đường huyết và cũng không làm cầm làm hạ đường huyết một cách quá mức này. Thứ hai nữa là polydiabetes cũng sẽ giúp hạ mỡ máu nếu có này, và đặc biệt là nó giúp ngăn ngừa các cái biến chứng trên bệnh nhân tiểu đường nếu chúng ta chưa có, như là biến chứng trên mắt này, trên thần kinh ngoại vi, trên tim, trên não và ngoài ra nữa trên thận. Và ngoài ra nữa thì polydiabetes còn làm giảm các cái biến chứng trên, nếu mà chúng ta đã có rồi thì nó cũng sẽ làm giảm nhẹ các cái biến chứng đi. Và khi mà sử dụng thì đã ổn định rồi thì có thể là các bác sĩ cũng có thể điều chỉnh giảm bớt các cái liều thuốc Tây y đi thì cũng sẽ giảm bớt cái gánh nặng cho gan thận bác ạ. Vâng, thì cũng không rõ là cái chắc đường huyết của bác cũng đã ổn định ở ngưỡng an toàn rồi đúng không ạ? Và bác cũng đã dùng 6 tháng thì bác cũng có hỏi là bác có nên sử dụng giảm cái liều xuống không? Thì với cái trường hợp này thì cũng bác cũng nên là bác sử dụng 4 viên trong một ngày, nhưng mà bác sẽ là sử dụng từng đợt. Ví dụ sau 6 tháng thì bác có nghỉ 1-2 tháng, sau đó thì bác lại tiếp tục sử dụng bác nhé. Bác cứ sử dụng từng đợt như vậy và cứ lặp đi lặp lại, vì chúng ta biết là đối với bệnh lý tiểu đường là bệnh lý mà theo chúng ta suốt đời. Về thuốc Tây y chúng ta cũng phải uống gần như là suốt đời rồi, nên là chúng ta sử dụng đối với sản phẩm polydiabetes thì nó rất là an toàn. Và đặc biệt là sản phẩm polydiabetes thì cũng đã được nghiên cứu tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Đông rồi, cũng đã cho thấy rằng 96,67% các bệnh nhân bị tiểu đường đã đạt được cái hiệu quả tốt và khá, và đặc biệt nữa là nó không có cái tác dụng không mong muốn cho người sử dụng, nên là bác hoàn toàn mình có thể yên tâm sử dụng để giúp cho ổn định lâu dài cái tình trạng này bác nhé. Bác có thể sử dụng từng đợt và mỗi một năm như vậy bác lặp lại những cái đợt duy trì như vậy thì sẽ giúp ổn định. Và bên cạnh đó nữa thì bác cũng lưu ý trong cái chế độ ăn uống sinh hoạt này, khoa học này, rồi là những cái chế độ vận động, tập thể dục phù hợp với sức khỏe của mình cũng như là tinh thần thoải mái ạ. Vâng. Dạ vâng ạ, như vậy là vừa rồi thì bác sĩ cũng đã đưa ra cái lời khuyên cho trường hợp của chú rồi. Và ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng là mình sử dụng sản phẩm một thời gian thấy nó có kết quả tốt rồi thì có lẽ là thời điểm này mình không nên giảm liều mà mình có thể giãn cách ra, tức là một thời gian mình dùng và sau đó thì mình nghỉ một vài tháng và tiếp tục quay trở lại với một cái liệu trình 3 đến 6 tháng như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Thì cũng rất là mong chú cũng sẽ tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ ngày hôm nay để chúng ta sẽ có cái phương pháp sử dụng sao cho nó phù hợp nhất đối với tình hình sức khỏe của chú, để từ đó giữ được một cái chỉ số đường huyết ổn định và không để cho bệnh tiến triển nặng hơn và giảm được cái tác hại của thuốc Tây y lên gan thận chú nhé. Và mọi thông tin liên quan đến sản phẩm thì chú có thể gọi về tổng đài 1800 1044 để có thể được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm polydiabetes và cũng có cơ hội tham gia vào cái chương trình khuyến mại đặc biệt ngày hôm nay mua 5 tặng 1 chú nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi nữa mà chúng tôi cũng đã nhận được từ phía quý vị khán giả thông qua tổng đài 1900 3365. Câu hỏi của bác Vũ Thị Mai, 75 tuổi ở Phú Thọ thế này ạ. Tôi bị tiểu đường lâu năm lắm rồi, 29 năm rồi, đường huyết hàng tháng tôi đi khám toàn 7-8 phẩy, đa số thì dưới 10 phẩy. Tôi bị mắt mờ, chân tay tê bì, đi dép không biết có mỡ máu nữa. Tôi tiêm insulin cũng lâu rồi, chục năm rồi, ngày 50 đơn vị chia 2 lần. Và có uống được polydiabetes hay không ạ? Vâng. Vâng ạ, xin chào bác Mai và cảm ơn bác cũng đã gửi thư về chia sẻ cho chương trình về bệnh của mình. Vâng, theo chia sẻ của bác thì bác đã bị bệnh tiểu đường lâu rồi, 29 năm rồi. Thế và bác cũng thường đường huyết của bác thì nó tầm ở cái dao động khoảng là 7-8 và thường là dưới 10. Vâng, thế và bác cũng đã có điều trị, tức là bác đã có ngoài cái thuốc uống ra thì các bác sĩ cũng đã cho bác thêm thuốc tiêm. Chúng ta biết là đối với bệnh lý tiểu đường thì thường đầu tiên là các bác sĩ sẽ sử dụng cho chúng ta các thuốc uống. Và khi mà uống mà kiểm soát được thì chúng ta vẫn duy trì. Còn nếu mà khi mà chúng ta đã sử dụng thuốc uống rồi nhưng mà vẫn chưa kiểm soát được thì để giúp tăng cường cái hiệu quả kiểm soát tốt đường huyết và ngăn ngừa những các cái tác dụng không mong muốn thì thường các bác sĩ kết hợp thêm là cho chúng ta tiêm insulin. Và bác cũng đã được tiêm insulin một ngày như vậy là 40 đơn vị chia làm 2 lần. Và nhưng mà cái chỉ số đường huyết của bác nó vẫn cứ còn dao động, nó dưới 10 thì cái này nó vẫn chưa kiểm soát tốt. Và khi mà chưa kiểm soát tốt thì các cái biến chứng nó vẫn xảy ra, và bác cũng đã có những biến chứng rồi, ví dụ như là mắt mờ này, đây là những biến chứng võng mạc trên bệnh nhân đái tháo đường, những tổn thương võng mạc mắt trên bệnh nhân đái tháo đường cũng như là tổn thương dây thần kinh, và làm cho bác là cái chân của bác lắm lúc tê bì này và mất cảm giác, nên là bác đi thì hay bị vấp ngã này và có thể là dẫn đến tình trạng loét và hoại tử. Đấy là những cái tiến triển nặng dần, thế nên là chính vì vậy mà bác cũng nên chú trọng hơn trong cái vấn đề thứ nhất là mình nên kết hợp ngay với sản phẩm polydiabetes mà bác hỏi bác nhé. Vì sản phẩm đây là một sản phẩm hoàn toàn từ các cái thảo dược thiên nhiên kết hợp với các nguyên tố vi lượng, polydiabetes nhập khẩu từ Mỹ, và sản phẩm này thì cũng đã chứng minh rằng nó có tác dụng là hạ và ổn định đường huyết ở mức an toàn.
nhưng mà nó không gây nên hạ đường huyết. Và thứ hai nữa là polydiabetes cũng có tác dụng hạ mỡ máu rất tốt, vì chú bác cũng có nói là bác cũng có bị cả rối loạn mỡ máu nữa. Thì trong cái thành phần này thì nó sẽ có những như là dây thiều canh này, rồi là hạt mê thi này, mướp đắng này và quế. Đây là những thành phần có tác dụng hạ mỡ máu rất tốt, và đấy cũng là một trong những cái cách để ngăn ngừa các biến chứng tim mạch trên bệnh nhân đái tháo đường ạ. Ngoài ra nữa thì polydiabetes cũng sẽ giúp làm giảm các biến chứng đang có, tức là nó sẽ là khi mà đường huyết, lượng đường huyết trở về mức bình thường thì polydiabetes sẽ làm giảm các cái biến chứng như là mờ mắt của bác cũng như là các cái dấu hiệu tê bì chân tay. Và ngoài ra nữa, polydiabetes phòng ngừa các cái biến chứng khác mà bác chưa có, nên là bác cũng nên sử dụng ngay. Và khi mà sử dụng ấy thì mình nên sử dụng là 4 viên trong một ngày, chia làm 2 lần, sáng uống 2 viên, chiều uống 2 viên. Và bác chỉ cần sử dụng trong vòng 1 tháng thôi thì cái lượng đường huyết của mình đã giảm xuống rồi. Và khi mà bác sử dụng 3 tháng thì cái chỉ số đường huyết cũng như là chỉ số HbA1c nó sẽ xuống ở cái mức an toàn và ổn định ở cái mức đó. Và từ đó thì nó cũng giảm được các cái triệu chứng, các cái biến chứng của bác đang hiện nay bác nhé. Nên là mình nên sử dụng. Và đối với sản phẩm polydiabetes thì cũng đã được bào chế trên dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại, đó là công nghệ siêu nano, để giúp cho có tăng cường cái tác dụng của các thành phần trong sản phẩm, cũng như là được sản phẩm ở nhà máy đạt tiêu chuẩn, được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO rồi. Nên bác hoàn toàn mình có thể yên tâm sử dụng. Và đặc biệt nữa là sản phẩm cũng đã được nghiên cứu tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Đông trên các bệnh nhân, thì đã cho thấy rằng 96,67% các bệnh nhân bị tiểu đường khi sử dụng đã đạt được cái hiệu quả khá và tốt, và đặc biệt là không có những cái tác dụng không mong muốn trên người sử dụng. Nên là bác hoàn toàn mình có thể yên tâm sử dụng lâu dài. Ví dụ chúng ta sử dụng có thể là từ 3 đến 6 tháng này, sau đó chúng ta nghỉ một tháng, sau đó chúng ta lặp lại những cái đợt sử dụng duy trì tiếp theo. Và kết hợp nữa thì bác cũng nên chăm sóc, chú ý này, khám sức khỏe định kỳ để giúp kiểm tra mắt này. Thứ hai nữa là chúng ta luôn luôn chăm sóc cái bàn chân để tránh những cái tình trạng từ những cái tổn thương, những cái tổn thương thây thần kinh, tê bì bàn chân mà dẫn đến viêm loét hoại tử và có thể cắt cụt chi. Thì bác nên chăm sóc bàn chân, và khi có những các cái dấu hiệu lạ thì mình cũng nên đi thăm khám để các bác sĩ sẽ có cái phương pháp xử trí kịp thời bác nhé. Vâng ạ, như vậy là vừa rồi thì bác sĩ cũng đã đưa ra cái lời khuyên cho bác Mai rồi, và hy vọng là qua những cái thông tin này thì bác Mai có thể yên tâm sử dụng thêm sản phẩm polydiabetes, mặc dù là mình đã bị tiểu đường lâu rồi, và như thế cũng đồng nghĩa với việc là mình cũng sẽ có rất là nhiều những cái biến chứng do bệnh lý gây ra hay là do tác dụng phụ của thuốc. Nhưng mà hiện nay thì với sản phẩm polydiabetes là một sản phẩm vừa có thể hỗ trợ để duy trì chỉ số đường huyết ở ngưỡng ổn định, và hơn nữa hạn chế những cái tác dụng phụ do thuốc tây y gây ra, thì mình có thể yên tâm sử dụng sản phẩm này lâu dài. Sản phẩm chiết xuất từ thảo dược tự nhiên với các cái thành phần cũng đã được nghiên cứu chứng minh có hiệu quả tại bệnh viện trong nước cũng như là quốc tế, nên là chúng ta có thể tin tưởng sử dụng. Mọi thông tin liên quan đến sản phẩm polydiabetes thì quý vị có thể nhanh tay gọi ngay về tổng đài 1800 1044 để được tư vấn kỹ lưỡng hơn quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối tiếp theo. Cô Tẻo 84 tuổi ở Thái Nguyên có số điện thoại những số cuối là 3587 cũng đã gọi về cho chương trình và cũng đang chờ đợi sẵn ở đầu dây bên kia rồi ạ. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của cô. Alo, chương trình xin chào cô Tẻo ạ. Vâng, xin chào bác ạ. Vâng, dạ. Xin chào bác ạ. Vâng, cô ơi, cô có thể chia sẻ giúp con vấn đề mà hiện nay mình đang gặp phải liên quan đến bệnh tiểu đường để bác sĩ cũng sẽ đưa ra những cái lời khuyên phù hợp cho cô được không ạ? Vâng, tôi là bà Tẻo ở Thái Nguyên. Tôi là bị từ 2004 tiểu đường. Vâng, 10 năm rồi ạ. Vâng. Thế mà coi như là tôi cũng tiêm insulin này, tôi tiêm rồi thì uống cả viên thuốc như hình quả mướp, hột mướp ấy rồi đấy. Vâng, dạ. Nhưng mà của nó vẫn cứ lên lên xuống xuống. Hôm thì hơn, hôm thì nó là lên hơn. Vâng, dạ. lên kém là, dạ. Nó bị dao động ấy. Dạ vâng, nó dao động. Vâng ạ. Vâng. Bác đã có biểu hiện các biến chứng nào chưa bác? Tôi thì là còn mắt mổ thì không mờ, mà nó sáng nhưng mà nó nhòe, còn một mổ mắt thì nó mờ. Vâng. Thế mà chân tay thì nó hay tê. Vâng. Đấy, tê bì. Vâng ạ. Vâng ạ. Hôm nay chắc bác muốn bác sĩ phải tư vấn cho bác đúng không ạ? Vâng. Tôi tiêm insulin mà tôi lại uống thuốc như thế thì uống cái bulalapet thì có được không? Dạ, vâng ạ. Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện về cho chương trình ạ. Vâng, bác cũng có chia sẻ là bác bị tiểu đường cũng đã 20 năm rồi, từ năm 2004.
Vâng, thế và bác cũng đã sử dụng các cái thuốc là các bác sĩ đã cho bác tiêm insulin cũng như là kết hợp với các cái thuốc điều trị rồi. Và thường là ở những cái khi mà chúng ta sử dụng các thuốc uống ấy mà chưa được ổn định thì các bác sĩ sẽ bổ sung thêm tiêm insulin để giúp cho bác kiểm soát tốt cái đường huyết, vì chúng ta biết là cái đường huyết là một trong những cái nguyên nhân mà gây nên cái biến chứng. Tuy nhiên thì khi bác sử dụng thì bây giờ cũng thấy là bác nói là đường huyết thất thường, tức là lúc cao lúc thấp như vậy thì cũng không tốt bác ạ, bác nhá. Thì đường huyết cứ lên lúc cao lên xuống như vậy thì là nó cũng sẽ dễ rất dễ dẫn đến các cái biến chứng bác ạ. Thế nên là mình cố gắng làm sao mà đường huyết nó ổn định ở cái mức an toàn, nhưng mà lại nó phải ổn định thế chứ nó không được lên xuống thất thường. Vâng, thế và bác cũng đã có những dấu hiệu như tê bì chân tay rồi, đây cũng là những cái dấu hiệu biến chứng thần kinh trên bệnh nhân đái tháo đường bác ạ, là những cái biến chứng rất là sớm đấy và rất là phổ biến. Và những cái biến chứng này nó có thể dẫn đến những cái tình trạng như là mình sẽ bị là hoại tử chi này, rồi có thể phải cắt cụt chi vân vân. Thế nên là bác cũng nên chú trọng. Thì đầu tiên với những cái trường hợp là bác cũng có hỏi là bác đang uống thuốc rồi kết hợp với tiêm insulin rồi thì bác có sử dụng được cái sản phẩm Body Diabetes hay không, thì bác hoàn toàn mình có thể sử dụng được bác nhé. Đối với sản phẩm Body Diabetes là một cái sản phẩm hoàn toàn từ tự nhiên, đó là kết hợp các cái loại thảo dược với cả các nguyên tố vi lượng, và các nguyên tố vi lượng này cũng đã tham gia vào là chính là những cái thành phần tham gia vào các enzyme chuyển hóa đường để giúp kiểm soát tốt đường huyết, lại vừa phòng ngừa ngăn ngừa các biến chứng cũng như làm giảm các biến chứng nữa, nên là rất là tốt trong cái trường hợp của bác. Thì bác nên sử dụng. Và đối với sản phẩm Body Diabetes thì là mình cũng nên sử dụng 4 viên trong một ngày bác ạ. Và bác chỉ cần sử dụng trong vòng 1 tháng thôi là đã đường huyết của mình cũng đã giảm dần rồi. Và khi mình sử dụng 3 tháng thì là chỉ số đường huyết cũng như là chỉ số HbA1c nó trở về ngưỡng an toàn và ổn định rồi. Đấy, cái điều đó rất tuyệt vời bác ạ. Và từ đó thì mình cũng có thể là nếu mà nó đã ổn định và ở ngưỡng an toàn rồi thì lúc đó các bác sĩ Tây y cũng có thể xem xét và có thể điều chỉnh giảm bớt cái liều thuốc Tây y của bác đi được nữa ạ. Và ngoài ra Body Diabetes còn có tác dụng là làm giảm các cái biến chứng của bác, như các biến chứng của bác bây giờ là tê bì chân tay, nó sẽ giảm các biến chứng tê bì chân tay và nó ngăn ngừa các biến chứng mà bác chưa mắc, đó là những cái biến chứng trên tim mạch này, trên não này, trên mắt này. Vâng, đấy là những cái biến chứng trên thận nữa, là các biến chứng mà cái nguy cơ bị rất cao trên bệnh nhân tiểu đường, nên là bác nên sử dụng ngay bác nhé, để mình cải thiện. Và ngoài ra nữa thì mình cũng nên có một cái lối sống khoa học này, như là tránh những cái căng thẳng stress này, đảm bảo giấc ngủ tốt, chế độ ăn uống theo cái tư vấn mà ở cái phần đầu chương trình tôi cũng đã tư vấn rồi, các cái lựa chọn các cái thức ăn. Thế và ngoài ra nữa thì cũng nên có một cái chế độ vận động tập thể dục phù hợp với sức khỏe của mình bác ạ. Vâng. Dạ, vâng ạ. Như vậy là bác Tèo cũng vừa mới lắng nghe những cái lời khuyên đến từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay rồi. Để có thể kiểm soát được tốt bệnh thì mình cũng sẽ cần phải có những cái thay đổi, và để quan tâm nhất đó chính là hạ được cái chỉ số đường huyết về cái mức an toàn nữa. Chế độ ăn uống kiêng khem này thì nó cũng sẽ đỡ bị ngặt nghèo hơn khi mà chúng ta giữ được cái chỉ số đường huyết ổn định. Và trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Body Diabetes của Mỹ cũng đang giới thiệu sản phẩm này với những cái thành phần được chiết xuất từ thảo dược tự nhiên, hơn nữa đều là những cái thành phần an toàn, lành tính, không có tác dụng phụ và cũng không gây tương tác với những cái loại thuốc tây y khác, nên là chúng ta có thể yên tâm sử dụng lâu dài. Thì rất mong bác Tèo cũng sẽ có thể sớm tham khảo thêm sản phẩm này để sử dụng, giúp sức khỏe của mình được cải thiện hơn, và hơn nữa là duy trì được cái chỉ số của chúng ta ở cái ngưỡng an toàn. Và hiện nay thì chúng ta cũng đang có một cái ưu đãi mua 5 tặng 1 dành cho 100 quý vị khán giả đầu tiên đặt mua sản phẩm Body Diabetes qua tổng đài 1800 1044, nên quý vị và các bạn hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1044 để có thể đặt mua sản phẩm quý vị nhé. Còn sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi nữa mà chúng tôi cũng đã nhận được từ phía quý vị khán giả. Câu hỏi của chú Bùi Văn Trung, 63 tuổi ở Nam Định thế này ạ. Thưa bác sĩ, tôi bị tiểu đường type 2 đã 5 năm nay. Hồi đầu thì tôi có uống thuốc của bệnh viện, vâng, nhưng đường huyết vẫn cứ cao. Tới bây giờ tôi vẫn phải tiêm insulin, vẫn phải uống thuốc. Sáng tiêm 20, chưa uống thuốc, tối tiêm 20. Vâng. Vậy thì cái đường huyết của tôi vẫn ở mức 8-9 chấm. Vâng. Tôi muốn sử dụng thêm sản phẩm Body Diabetes trong khi vẫn dùng thuốc tiêm thì có được hay không ạ? Vâng ạ, vâng, xin chào bác Trung. Vâng, theo như chia sẻ của bác là bác bị tiểu đường 5 năm nay rồi, và bác cũng đã sử dụng các cái thuốc uống rồi, nhưng mà đường huyết cao, nên chính vì vậy các bác sĩ cũng đã cho bác tiêm insulin. Tuy nhiên thì khi tiêm insulin thì đường huyết của bác vẫn chưa ổn định được, nó vẫn ở tầm 89 chấm, thì đây vẫn là những cái chỉ số cao, và những cái chỉ số cao này thì nó sẽ làm cho có thể dẫn đến những các cái biến chứng trên bệnh nhân tiểu đường, như là biến chứng trên võng mạc mắt này, trên thần kinh này, rồi là thần kinh ngoại vi, rồi là trên tim, trên não.
trên thận và nó rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Nên chính vì vậy mà bác nên kiểm soát tốt bác nhé. Và bác kiểm soát tốt bằng cách là không phải là bác tăng cái liều thuốc Tây y, mà bây giờ bác sử dụng ngay cái sản phẩm Body Diabetes đi bác ạ. Đây là một cái sản phẩm hoàn toàn 100% từ các cái thiên nhiên như là thảo dược cũng như các nguyên tố vi lượng. Body Diabetes sẽ giúp cho hạ và ổn định đường huyết về ngưỡng an toàn, nhưng mà nó không gây hạ đường huyết một cách quá mức này. Thứ hai nữa là Body Diabetes cũng sẽ giúp cho bác là làm giảm được các cái biến chứng có thể gặp rồi, hoặc là ngăn ngừa các biến chứng nếu mà chưa gặp thì bác nên dùng sớm. Và đặc biệt là mình chỉ cần dùng là trong vòng cái liều dùng là 4 viên trong một ngày thôi, chúng ta dùng đều đặn, thì trong vòng 1 tháng thì là bác đã giảm được cái chỉ số đường huyết xuống rồi. Thế và khi mà chúng ta dùng 3 tháng thì cái chỉ số đường huyết cũng như chỉ số HbA1c sẽ giảm về ngưỡng an toàn và ổn định ở mức độ đó. Thì như vậy thì lúc đó thì cũng có thể là xin ý kiến bác sĩ để giảm bớt cái liều thuốc Tây y. Thế và ngoài ra nữa thì nó còn có cái tác dụng là ngăn ngừa các cái biến chứng trên bệnh nhân tiểu đường như là của bác chưa có thì nó sẽ ngăn ngừa, hoặc là nó cũng sẽ làm giảm các biến chứng nếu mình đã có rồi. Nên là bác yên tâm. Và đặc biệt đối với sản phẩm Body Diabetes này cũng đã được nghiên cứu ở trên lâm sàng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông rồi, cũng đã chứng minh rằng 96,67% bệnh nhân sử dụng đã đạt được hiệu quả tốt và khá, và lại rất là an toàn, không gây những cái tác dụng không mong muốn gì cho người sử dụng. Nên là mình bác hoàn toàn mình có thể yên tâm sử dụng để giúp cải thiện cái tình trạng bệnh của mình. Và đặc biệt nữa là với cái trường hợp này của bác nữa thì bác cũng nên có một cái chế độ ăn uống sinh hoạt khoa học, như là chúng ta cũng nên lựa chọn những các thực phẩm như là phần đầu chương trình tôi đã nói, kết hợp nữa là chúng ta đảm bảo một cái giấc ngủ tốt này, những cái chế độ sinh hoạt tránh căng thẳng stress này, và chúng ta cũng luôn luôn kiểm tra, đặc biệt là những kiểm tra những bàn chân của chúng ta để giúp cho chúng ta sớm phát hiện ra những cái biến chứng để từ đó sẽ có cái phương pháp phòng ngừa và điều trị kịp thời ạ. Dạ vâng ạ. Mong là cùng với những cái lời chia sẻ rất là kỹ lưỡng vừa rồi thì chú Kha cũng sẽ hiểu rõ hơn về tình hình sức khỏe của mình và từ đó có thể yên tâm sử dụng sản phẩm Body Diabetes qua những thông tin mà bác sĩ vừa mới đưa ra. Và mọi thông tin về sản phẩm thì chú có thể gọi về tổng đài 1800 1044 để được tư vấn kỹ hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi cuối cùng mà chúng tôi cũng đã nhận được từ phía quý vị khán giả. Câu hỏi thế này ạ. Xin chào bác sĩ, cách đây mấy tháng thì tôi thấy mắt mình mờ đi rất nhiều, người đứng trước mặt có nét mấy thì nhìn cũng không rõ, thậm chí là thi thoảng cảm giác như có những cái màng che ở mắt. Tôi đi khám thì mới biết là mình đã bị tiểu đường, đường huyết lên tới 13 chấm và mắt của tôi mờ như vậy là do biến chứng của tiểu đường. Vậy thì tôi sử dụng sản phẩm Body Diabetes bây giờ có giúp mắt tôi sáng trở lại hay không? Và câu hỏi này thì đến từ chú Kha 68 tuổi. Dạ vâng ạ, vâng xin chào bác ạ. Vâng, theo chia sẻ của bác tức là bác bị mờ mắt và đi khám thì là cũng các bác sĩ cũng đã phát hiện ra là mình bị đường huyết tăng cao và đường huyết của bác 13, như vậy rất cao. Và chúng ta biết là đây cũng là một những cái kinh nghiệm cho các bác là khi chúng ta bắt đầu đã có tuổi và những tuổi trung niên và có tuổi, chúng ta nên đi thăm khám sức khỏe. Tại vì đối với những người mà bị tiểu đường ở cái giai đoạn đầu hoàn toàn chúng ta không có các cái triệu chứng gì cả, nhưng mà đến khi đã gặp các biến chứng rồi, ví dụ như là biến chứng trên mắt rồi, thì chúng ta đi khám mới phát hiện ra, thì lúc đó là đấy là những cái biến chứng của bệnh nhân tiểu đường. Nên là cũng chúng ta nên chú trọng hơn trong cái vấn đề thăm khám để tránh những cái tình trạng biến chứng nó đến. Và với cái trường hợp của bác thì bác cũng đã được điều trị các thuốc, bác cũng nên tuân thủ theo đơn của các bác sĩ, và bên cạnh đó thì bác hoàn toàn mình có thể kết hợp ngay với sản phẩm Body Diabetes bác nhé. Và cái sự phối hợp giữa cái thuốc điều trị và sản phẩm Body Diabetes nó sẽ giúp cho hạ và ổn định đường huyết ở ngưỡng an toàn, và khi đường huyết hạ ở ngưỡng an toàn rồi thì các cái biến chứng, các cái triệu chứng của các biến chứng này nó cũng sẽ giảm, và nó sẽ ngăn ngừa những các cái biến chứng chưa có cũng như là những cái biến chứng này nó cũng giảm nhẹ đi. Nên là chính vì vậy mà bác nên sử dụng ngay, kết hợp ngay. Và đối với sản phẩm Body Diabetes thì chúng ta thấy là bác chỉ cần sử dụng 4 viên trong một ngày đều đặn trong vòng 1 tháng thì đã thấy là đường huyết của chúng ta giảm dần, và khi chúng ta sử dụng 3 tháng thì chỉ số đường huyết cũng như chỉ số HbA1c trở về mức an toàn và ở ngưỡng bình thường. Thế nên là ngưỡng an toàn và ổn định rồi. Thế và từ đó thì nó cũng sẽ giảm được giảm nhẹ các cái triệu chứng như là mờ mắt của bác nữa. Và bác cũng nên thăm khám mắt định kỳ để giúp cho chúng ta có những các phương án điều trị kịp thời để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe bác nhé.
Vâng ạ, hy vọng là cùng với những cái thông tin mà bác sĩ vừa mới đưa ra thì chú Khá sẽ yên tâm sử dụng thêm sản phẩm Bonidiabet trong thời gian tới. Đây là một sản phẩm chiết xuất từ thảo dược tự nhiên và được nhập khẩu nguyên lọ từ Mỹ. Chính vì thế mà nó an toàn, lành tính, không có tác dụng phụ và cũng đã được nghiên cứu lâm sàng rồi, nên chúng ta có thể yên tâm sử dụng lâu dài. Và để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm Bonidiabet thì quý vị và các bạn đừng quên gọi về tổng đài 1800 1044. Chúng ta vẫn đang có cơ hội tham gia vào chương trình mua 5 tặng 1 nữa ạ, nên quý vị hãy nhanh tay gọi 1800 1044 để đặt mua sản phẩm và tham gia vào chương trình này quý vị nhé. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình tư vấn sức khỏe ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Chương trình tư vấn sức khỏe mong muốn là qua những cái thông tin mà các bác sĩ cung cấp trong chương trình thì quý vị cũng sẽ tìm ra được những cái giải pháp thiết thực để hỗ trợ điều trị đối với các bệnh lý mình đang gặp phải, đặc biệt là đối với những cái bệnh lý mạng tính như là bệnh tiểu đường mà ngày hôm nay chương trình đang nhắc tới. Nếu như còn những câu hỏi mà chúng tôi chưa giải đáp hết được thì cũng rất mong quý vị sẽ tiếp tục theo dõi chương trình trong những số tiếp theo để có thêm những thông tin cần thiết trong câu chuyện chăm sóc sức khỏe cho mình và người thân trong gia đình. Một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh đã dành thời gian đến với chương trình và đưa ra những cái lời khuyên hữu ích cho quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Bonidiabet đã đồng hành cùng với chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.